Chào mừng mọi người đã quay lại kênh Văn Thành Nhà Mới nha. Thì hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà nằm ở trên trục đường Hương Lộ 2 thuộc quận Bình Tân. Thì căn nhà của mình chỉ cách mặt tiền Bình Tân là tầm khoảng 50m thôi. Và đặc biệt là căn nhà của mình rất là gần bệnh viện Bình Tân nha. Mình đi di chuyển chỉ cần mất 100m thôi và đi ra ngã tư 4 xã 500m. Ở vị trí này thì cô chú và anh chị mình có thể di chuyển đi thuận tiện thoải mái ở những nơi mà mình cần đi ha. Và mặt tiền đường mọi người có thể thấy là đường hai làn xe hơi ra vào thoải mái nha, và không có đụng nhau. Như mọi người nhìn thấy là ở bên hướng tây Thanh đây có xe hơi đậu thoải mái này. Đó, thì đây là một căn nhà mà cô chú anh chị mình có thể an cư lâu dài ở đây. Và bây giờ thì Thanh mời mọi người cùng với Thanh bước vào căn nhà mình cùng khám phá nha. Và đây là căn nhà mà Thanh muốn giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy là mặt dựng của căn nhà của mình rất là cao ráo luôn, và sơn với tông màu xanh và vàng nha mọi người, rất là sáng ha. Đó. Thì cửa thì được làm với hai lớp cửa, bên trong có lớp cửa chính rồi, bên ngoài thì có làm cho mình một lớp cửa sắt với khung sân tĩnh điện tông màu xám nha mọi người. Bên trong này thì mọi người thấy là không gian này chúng ta có thể để 5-6 chiếc xe thoải mái ha. Đó, với không gian này. Còn nếu như mà gia đình cô chú anh chị nào mà mình muốn kinh doanh mở tạp hóa nhỏ nhỏ thì ở đây cũng rất là hợp lý luôn. Đó, mọi người thấy không gian rất là rộng ha. Rồi bây giờ mọi người cùng với Thanh vào khám phá không gian bên trong căn nhà của mình nha. Bên trong đây là không gian phòng khách nha mọi người. Thì không gian phòng khách được ở đây thì được làm cho mình lớp cửa là bằng nhôm sinh pha với tông màu trắng nha mọi người, 4 cánh nha, rất là chắc chắn luôn. Thì nhà của mình ở bên trong đây có diện tích là rộng cho mình là 4 ngang 4 dài 19 nha, rất là rộng luôn. Phòng khách là không gian phòng khách rất là thoáng mát nè. Đấy, ở đây thì cô chú và anh chị mình có thể đặt được một bộ ghế sofa cũng như là một cái kệ tủ tivi ở đây, là gia đình mình sinh hoạt ở đây ha. Ở bên trên á, thì có làm cho mình một bộ đệm chùm nè, nhìn rất là sáng luôn. Đó, xung quanh thì có dán cho mình có làm cho mình một cái tấm tranh lụa như thế này. Đó, đơn giản thôi nha mọi người, với cái tông màu những dạng như là tông màu trà vậy đó mọi người, thấy không? Và có tặng sẵn cho mình một cái bộ rèm luôn. Rồi thì lưu qua bên đây thì bên Thanh cũng có thiết kế cho mình một cái kệ nhỏ như thế này thôi, thì mình chỉ trưng bày những cái vật dụng nhỏ nhắn thôi nha mọi người ha, thì nó đơn giản. Còn về phía bên đây thì bên Thanh cũng có trang trí cho mình một cái tấm tranh như thế này. Đó, nhìn rất là sang cái căn nhà của mình ha. Rồi bây giờ mời mọi người lui sau cùng với Thanh khám phá không gian nhà bếp nha. Ở dưới không gian nhà bếp thì bên Thanh thiết kế cho mình cũng rất là đơn giản. Thì với không gian này gia đình mình có thể đặt một cái bàn ăn tầm khoảng 10 người ăn thoải mái luôn. Bên trên thì có làm sẵn cho mình một cái quạt nha mọi người, đứng đây rất là mát này, Thanh thấy rất là thoáng luôn. Đó, là cô chú anh chị mình khi nấu ăn ở đây mình không có sợ bí nha. Và bếp thì tặng cho mình một cái bếp điện từ như thế này, và mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương nha mọi người. Tặng cho chúng ta một cái kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới luôn nè, làm bằng được làm bằng các liệu gỗ cao cấp luôn. Thì đặc biệt ở dưới chân cầu thang thì bên Thanh có thiết kế cho mình một cái kho nhỏ xíu như thế này, thì mình có thể đựng được những cái vật dụng mà gia đình mình không cần thiết thì mình có thể bỏ ở đây. Và bên phía bên tay trái lên đây thì chúng ta có thể đặt một cái tủ lạnh ở đây nha mọi người, thoải mái luôn. Không gian phòng bếp rộng, vô tư là chị em phụ nữ mình nấu ăn thoải mái ở đây luôn. Và lui sau là không gian giếng trời. Mọi người thấy ở không gian giếng trời này rất là thoáng ha. Ở sau đây thì chúng ta cũng có thể thiết kế mình nấu ăn ở đây. Nếu như gia đình mình nấu ăn tiệc mà bên trong mà không đủ chỗ thì chị em mình có thể ra ngoài đây nấu ăn ngoài đây cũng thoải mái nha. Có cả bồn rửa chén cho mình luôn, kệ rửa chén ngoài đây luôn. Bên trên thì bên Thanh có trồng cho sẵn cho mình những cái chậu hoa như thế này. Hạ xuống nhìn rất là mát cả căn nhà của mình ha. Đó, bên trên thì bên Thanh có lợp khung sắt cho mình rồi. Ánh nắng chiếu vào rất là sáng ở trong cái không gian này của mình ha. Đó, và ở bên dưới còn có làm cho mình một cái không gian nhà vệ sinh nhỏ luôn. Đó, cũng không nhỏ nha mọi người, nó rất là rộng đó. Rồi, hai bên mảng tường thì ốp gạch cho mình cao ráo này, có vòi tắm sen luôn, sạch sẽ nè. Và rồi bây giờ chúng ta đã tham quan xong ở dưới tầng trệt thì Thanh mời mọi người cùng với Thanh di chuyển lên trên lầu 1 ha. Cầu thang thì bên Thanh thiết kế rất là rộng nha mọi người, đi thoải mái. Mở điện cho mọi người nha. Mình vào phòng ngủ phía trước cùng với Thanh nha. Thì đây là không gian phòng ngủ ở phía trước của chúng ta. Mở điện cho mọi người nha. Đây, không gian phòng ngủ ở phía trước của chúng ta thì cũng rất là rộng và thoáng luôn. Ở đây chúng ta có thể đặt được một cái giường ngủ này. Bên đây thì bên Thanh tặng nhưng mà có sẵn cho mình một cái kệ tủ luôn, kệ tủ quần áo nha mọi người, có thể bỏ quần áo ở trong này. Đó, căn nhà này cũng rất là tiện nghi, thì mình có sẵn những cái
cái vật dụng mà gia đình mình cần thiết rồi đó. Có cả hệ thống cửa sổ thoáng mát cho mình luôn, rèm có sẵn hết rồi. Ngoài ra căn phòng này sẽ rất là mát tại vì là có ban công nhỏ nha mọi người, ban công nhỏ phía trước như thế này làm cho mình rất là thoáng này đó. Cô chú anh chị có thể ra đây cùng tham quan với anh. Căn phòng này thì được sơn với nhiều màu nha mọi người, nhìn rất là sinh động luôn, màu hồng, màu vàng, màu xanh đều có đầy đủ hết. Rồi bây giờ Thanh mời mọi người di chuyển. À, Thanh chưa giới thiệu cho mình gian phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì rất là rộng rãi luôn đó, ướp ra cho mình sạch sẽ hết. Là mình hai vách ngăn này, ngăn khô và ngăn ướt này, có bồn cầu, bồn rửa tay rất là sạch sẽ rồi đó. Cô chú anh chị mình sẽ tiện sinh hoạt hơn. Còn đây là không gian phòng ngủ phía sau nha mọi người. Không gian phòng ngủ phía sau cũng có làm cho mình một cái hệ thống cửa sổ như thế này thì nó cũng sẽ thoáng nha. Khi mình mở cửa ra thì gió lùa vào rất là mát luôn. Tặng sẵn cho mình một cái bộ rèm thế này. Theo Thanh nghĩ cái phòng này mình thiết kế nếu mà nhà gia đình mình có bé nhỏ thì cho bé, các bé ngủ ra thì thoải mái luôn. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng nha mọi người. Trong đây thì cũng có nhà vệ sinh riêng cho mình luôn. Không gian rộng rãi thoáng mát nha. Và rồi bây giờ Thanh mời mọi người cùng với Thanh di chuyển lên trên lầu 2 nha. Lầu 2 thì cũng thiết kế tương tự như lầu 1 nhé mọi người. Đây, thì không gian phòng ngủ lầu 2 tương tự như lầu 1 luôn, chỉ có điều là cái phòng bên này nó không có làm cái kệ tủ cho nên là nó sẽ rộng hơn. Và mọi người cũng có thể dư sức mình đặt một cái kệ tủ ở đây nha. Và một cái giường ngủ ở đây thoải mái luôn. Ở đây có ổ cắm điện này, nếu mà phòng mình mà có nhu cầu thì mình muốn đặt cái tivi thì Thanh nghĩ ở đây là đặt cái tivi là hợp lý nhất. Có cả hệ thống cửa ban công, cửa sổ thoáng mát cho mình hết rồi. Thanh chỉ giới thiệu sơ thôi nha mọi người, tại vì nó cũng tương tự như nhau thôi. Nhà vệ sinh ở đây thì có vách ngăn này, rất là rộng cho mình luôn. Gia đình mình có tầm khoảng là 5-6 thành viên ở căn nhà này thì vô tư thoải mái nha mọi người. Đây, phòng ngủ bên này. Phòng ngủ bên này thì cũng tương tự như ở dưới lầu một Thanh mới vừa giới thiệu luôn. Thanh chỉ giới thiệu sơ thôi. Đó, gia đình mình mà đông thành viên mình ở thì thoải mái luôn. Bây giờ chúng ta lên lầu 3 nha. Và đây là không gian lầu 3 nha mọi người. Thì không gian lầu 3 có sân thượng tiếp sau cho mình. Thì với cái không gian mà theo Thanh giới thiệu cho mọi người hướng tây này là ở đây mình có thể đặt một cái máy giặt ở đây nha mọi người. Thì không gian này là không gian vòng giặt nha. Bên ngoài đây là sân phơi. Sân phơi này. Sân phơi này bên Thanh lợp cho mình những cái khung sắt hết rồi. Rất là chắc chắn và an toàn cho gia đình mình luôn. Đó, với không gian này chúng ta có thể phơi đồ hoặc là chúng ta có thể trồng những chậu hoa, chậu kiểng ở xung quanh này. Rất là mát luôn ha. Những cái chậu này thì nó héo hết rồi, mình không nói, nhưng mà nếu mà gia đình mình có nhu cầu thì mình có thể trồng ở xung quanh đây. Rồi chúng ta di chuyển ra sân thượng phía trước ha. Còn về phía bên này, cô chú và anh chị mình có thể làm không gian phòng thờ nha. Thế thì mình có thể thờ ông bà gia đình tổ tiên nhà mình ở đây. Còn nếu không thì cô chú anh chị mình cũng có thể làm cái kho cũng được, kho chứa đồ ở trên này nha. Bên ngoài đây là sân thượng. Đây là không gian sân thượng nha mọi người. Không gian sân thượng ở trên này cũng rất là rộng và thoáng luôn nè. Ở đây thì chúng ta có thể đặt một cái bộ ghế đá trên này nha mọi người, thì cũng rất là mát luôn. Thanh không có ra ngoài nha, tại vì hơi nắng. Thì sau đây thì Thanh cũng xin chốt lại cái căn nhà mình một tí. Thì căn nhà của mình có diện tích là ngang 4 dài 19m, với kết cấu là 1 trệt và 3 lầu, gồm 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha. Và Thanh xin báo giá của căn nhà mình là 6 tỷ 9 nha mọi người. Còn có thể thương lượng mạnh nữa. Nếu như mà cô chú và anh chị mình quan tâm mẫu nhà này thì có thể nhấc máy liên hệ sớm cho Thanh nha. Và Thanh xin cảm ơn mọi người đã cùng Thanh theo dõi hết video này. Hẹn mọi người ở những video sau nha. Tạm biệt mọi người.